chạy xuống tới dưới này hả? Nó chạy xuống lúc dưới mày luôn á. Quá trời. Ủa, cục mực nó chạy dài luôn ha. Ừ. Cục trên nó rồi chạy xuống dưới này cục nhỏ nữa nè. Ừ. Quá trời luôn rồi. Ổ này bự luôn ha. Cục mực nó bự phía trên nó chạy dài ra. Ờ, rồi. Chạy dài xuống tới cái nhánh mình. Nhà, qua đây nè. Nhắm mấy lít không anh? 2 lít không? Cục đó 2 lít không nha. Cục cho nó có 2 lít á. Ờ. Có 2 lít mấy á. Bò hổm hốt rồi, cho ông già kia thấy không? Ổ nó bên nó vắng hơn này ha. Cục mực là 3 lít á. Dắt cho ổng là một cắt cho ổng cục là dắt cho ổng 1 lít. Hai tôi còn 2 lít. Vậy mày cắt cái dĩ đó bỏ cắt xuống tới dưới này luôn á. Ủa không có cái hay bịch, là phát lỗ. Có cái bịch đựng nè. Đây nó khu eo à. Trong đó khu eo hả? Lấy hôm nay chắc cũng lấy chuyên nghiệp anh. Lấy cho biết hốt vậy thôi chứ. Lấy đi chắc có nhiều rồi, nhiều nhiều ổ. Tôi nó đi hoài vậy. Hốt về bán. Lít ấy nhiều, bán nhiều. Bán có 700 à. Người ta bán 800, 900, tôi bán có 700 à. Thì bán người ta xài thì bán rẻ. Bán cho những dòng xóm người ta xài đó. Còn mà nó bán là 800, 900 là bán người ta, nó mua rồi bán lại nữa mà. Mấy thằng đi cũng đi hốt rồi bán lại. Em dưới còn bán hôm đó nay bây giờ còn 5-6 lít dưới. Trên này có ai mua chỉ liên hệ chạy dưới để rẻ cho xài. Không ơi, giờ hốt xuống vậy nè, rồi chia còn nhiêu mấy tụi ba bán cũng được đó, cơ căng nguyên cục gì đó bán. Không mà thường mua xị hoặc nửa lít thì chứ đâu có nhiều nữa. Ồ, dưới người lít không chưa, cái tháng này là mặt tốt nhất nè. Có mấy thằng đi hớt là đăng lên YouTube rồi. Dọn xéo luôn đi. Là phía cục mực bự nó mới có, còn ở trong nó không có mực à. Khô. Mấy thằng làm hốt nữa, làm YouTube, kênh YouTube á. Nó có một cây là có nhầm khi mấy ổ luôn anh, cả chục mười mấy ổ luôn, cây gọn bự á. Hả? Cắt làm hai. Cho cục nhỏ vô trước đi. Cục bự vô trước rồi tới cục nhỏ. Thợ lấy ông chuyên nghiệp nha các bạn. Cái này như là cắt vậy nó là đóng làm lại nữa phải không? Nhầm khi làm không ấy, nhầm khi bỏ. Nó già quá, nó nở con hết, nó bỏ đi. Đúng, không có cái bịch bự mà. Bịch cỡ 5 ký. Trời sao nó ít có ổ bự lắm. Người ta đi hốt hoài, ít có. Nhầm ký hốt lít nửa lít. Làm nhánh này là ngay nhất ngay đó là làm lần thứ ba thứ tư rồi đó.
Trời ơi, còn dính trên cục nữa. Ủa, trời 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 trời, nó nhiễu mặt kìa. Mẹ nó hết mấy ly rồi. Có cái ba lô á. À, đi lấy là làm có cái ba lô. Nó nhiễu toàn toàn. Gớt mương luôn là gì vậy? Mày liền dao gớt mương luôn rồi vậy? Mày liền dao gớt mương luôn rồi vậy? Đấy nha, mấy cái một kỳ không có bỏ ha. Kìa nó hút hết rồi. Nó đậm cháy 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 tuốt cái đầu đó lên. Rồi xong. Lấy ông mực đã xong một hổ rồi các bạn. Cục mực này chắc khoảng 1 lít mấy 2 lít. Chụp nó bu lại trở lại đó. Bu được gì rồi. Thợ lấy mực này rất là chuyên nghiệp luôn nha các bạn.
2 lít không anh? Nặng không? Ờ, 2 lít. Được, dữ ha. Dâu nhỏ hả? Trời ơi, chừng rớt xuống mương luôn rồi. Tao không nghe mày rồi đấy, mày đẩy xuống đó rồi. Mày đẩy đâu đây nè. Tao nghe gửi lên nước nó. Giết được cái đầu mò. Rồi, rớt mất cái da thái luôn các bạn ơi. Kèo vô trong luôn mà cục mực cả vô. Hơn 2 lít các bạn. Nó chạy vô trong cục mà nó hút lại hết trơn luôn, hút lại. Chân bị nó bỏ đi dạ. Dạ đi. Dạ đi. Kèo cái mặt giữa là cả nửa đó chị trời. Chạy vô luôn. À, cho cục này thối thần á. Cám rồi nó hút lại. Dạ. Bây giờ cái này còn làm được cái nữa. Còn nó hút không có mà. Xíu á, chút xíu. Chừng không biết được ly uống rượu không. Đây đây đặt rồi. Mới hút tháng gì vậy? Tháng tháng mấy. Đặt rồi thằng ấy nó thằng Thiết nó hút à hả? Lấy lấy nhộng ăn nè. Rồi lấy đồ đi. Chải chải. Ngon rồi, chiếc này lấy cái 2 lít mấy luôn á. Hả? Có 2 lít mấy á. Có số nó hút lại chấm lỏng cái cục chấm voi rồi nó chấm lỏng luôn lỗ nó sao. Ủa mà thôi, không gài phải thằng quỷ mình lấy nó lên nó hút rồi rồi rồi. Không gài. Ai hút 10 bữa trước cũng ngon lắm. Hả? Ai biết đủ ngựa. Tháng mấy cái này chưa. Ổ chuyện tháng mấy hút được rồi. Tính đâu chưa. Để vô la này. Để đâu. Một chút là nó chưa cho nên mấy ấy nó chứ. Cái này mặc nhiều rồi, đủ má được rồi, chừng ly uống rượu. Hôm qua sao không lên không hỏi đó. Rượu. Nhỏ này nó bị cái gì vậy? Ủa nó bị đáy không? Cục nhỏ này dắt nó mặt ngon. Sâu. Sâu. Sâu sửa lại. Để dắt nó đi xì. Cô nó hút lại mấy nãy hút lại chân nè, nó chám voi từ đầu nè ha. Thì giờ cái hút lại. Nó nhìn nó cũng lâu rồi nó bỏ. Ổ đó rượu mà không ai đụng luôn hết cả. Không. Hai ổ bự bự vậy đó. Đi mấy là mấy ổ rồi. Nó gớt cái ổ trên mà nó ấy, nó gớt xuống hay đó chứ nó chà bả. Nên nên đổ nó thao đinh dễ làm. Để bỏ vô nữa. Nè nè chia nè nghe. Thì đó mày mày lấy đi ở đó mày. Thôi lấy đi ông nội. Thì bả vậy thì cắt đi ở đó mày khủng quá. Nè lấy cái cục chấm vô nhiều này đi. Như vậy bỏ vô thao đi hồi tao dắt đi bỏ vô bọc cho dính vô luôn à. Thì cái nào lấy đó lấy mày lấy đó mình lấy đi còn nào ấy bỏ ra thao đi. Sao để dành cũng còn công chuyện vậy thôi. Ôi, quá không? Đã rồi ha. Má quá trời mẹ. Bỏ vô đó bọc ra dắt á biết không? Bỏ lấy thao đó. Bỏ bọc dắt hả? Bỏ bọc bóp để bắt đầu ngắt đít. À, cho nó chảy ra đừng có dính ba cái xác lại chứ. Ừ, chặn vô ba sáp lại á. Rồi nó mai mốt á miễn nó dính cận cận sáp nó nổi lên được. Lấy muỗng giúp vậy được. Ok. Trời ơi, chạy tùm lum nữa. Ô. Cái bể bọc là dao cắt à. Dụng như bà tư bụng. Dao cắt à. Trời ơi, chạy tùm quá trời mấy cái cục mặt kìa. Cục mặt này như ấy là. Cái này hôm tiếng nó cắt nó được mặt nhiều chứ nó đâu có mặt nhiều đâu. Cục đó mà dắt ra đi mà lít à, thằng lít à. Một lít hơn lít tôi thua. Dữ vậy, không tới đâu. Cá thì lấy cái bây giờ lấy cái cần cần lại nè, nó đóng mặt vô mấy cái bằng thấy lên cân đi 1 ký mấy á. Này hả? Ờ. Chắc có 1 ký à, chứ 1 ký mấy không có đâu. 1 ký à. Giờ xác luôn chuyện 1 ký à. Còn bọc nào còn ấy không tôi bỏ này vô bỏ xe nó nhiễu xe tàn lèn nữa. Bọc có chứ bọc. Hai bọc rồi. Ừ. Trời ơi nó làm cái gì đó không. Cuốn nó lại nó bỏ vô đây cho nó gọn không chảy tùm lum tùm đó. Nó mừng á. Ủa lâu lâu có mí nè. quá ngon rồi. Cái này lấy mặt nhiều đã đầy biết mình hổng gà hôm đó lại đóng đầy biết gì từ đây tới xa.